thấy cái ấy của chồng cứ độc đậy mạnh trong quần anh mãi không thôi liên vội sờ nắn kiểm tra xem thế nào thì chết ngất khi chạm vào nó và thấy thứ đáng sợ hiện ra liên và hà yêu nhau qua sự mai mối của một người họ hàng Hà là kỹ sư xây dựng có tài và khá điển trai Nhưng mỗi tội hơi lạnh lùng và khó tính một chút Cũng vì lý do đó mà 27 tuổi anh có duy nhất một mối tình 2 năm Từ hồi năm nhất đại học đến giờ thì vẫn độc thân Gặp Liên, anh khá ưng mắt về cô gái Chính chạc, hiểu chuyện và khéo léo trong cách ứng xử này Chấm Liên hà yêu luôn và nhờ người mai mối tác động vào liên để hai đứa anh sớm về chung một nhà với nhau bị gia đình thúc giục liên cũng gật đầu yêu luôn hà cho nó xong thôi thì kệ yêu tạm rồi mai này tính sau dù sao hà cũng là mẫu đàn ông mà liên thích nên chắc sớm muộn cũng yêu thôi khoảng thời gian yêu nhau hà cứ đi công trình suốt thi thoảng mới về đi hẹn hò với liên được vài buổi Yêu xa liên cũng chán lắm Đúng lúc định buông tay tìm người mới Thì Hà bất ngờ cầu hôn cô trong quán cà phê Khiến Liên không thể tự chối được Vậy là giờ Liên sắp thành vợ của Hà Điều mà cô cảm thấy hoang mang và lo sợ về tương lai sau này quá Hỏi cưới được Liên cái Nhà Hà đã mang trầu cao xuống dạm ngõ Và thông báo ngày cưới với họ nhà gái rồi Lần này thì Liên lấy chồng thật rồi chứ chẳng chơi nữa Mà ngày ăn hỏi Nhà Hà cũng chi mạnh tay lắm Để hẳn 100 triệu tiền khách cưới Dù cho nhà gái không yêu cầu Phải đặt lễ bao nhiêu tiền cả Thấy con gái được gã vào chỗ giàu sang Đàng hoàng bố mẹ Liên cũng mừng thay cho con Còn Liên giờ lại thấy yêu Hà đến lạ Có vẻ sau màn cầu hôn lãng mạn ấy Cô đã bởi anh chinh phục hoàn toàn rồi ngày cưới đến liên xinh đẹp trong bộ váy cô dâu theo hà về nhà chồng chuyện tình của anh chàng kỹ sư với cô kế toán cuối cùng cũng có một cái kết đẹp ai nấy cũng chúc mừng và khen ngợi vợ chồng hà hết lời giờ thì anh có thể yên tâm công tác và có nơi có người để thương nhớ muốn về nhà sau những ngày làm việc vất vả rồi đám cưới vui tươi khiến hà cũng uống khá nhiều rượu đến mức không đi nổi nữa. Xin cáo các chầu rượu tiếp theo, Hà lên phòng nghỉ ngơi, anh choáng vắng hết cả đầu óc, đi phải có người đỡ rồi. Lê đến phòng, Hà nằm vật ra giường ngủ tiếp đi, mãi lúc sau mới dậy. Nhưng dậy cái là anh lao ra tủ lấy bộ đồ ngủ để đi tắm cho khoan khoái. Nhưng chẳng hiểu sao, cánh cửa tủ bị kẹt, không tài nào mở được. Bực hà lôi thật mạnh thì bất ngờ cả cái tù hai gian đổ sập xuống để hết phần dưới của hà Khiến anh nằm bất động ngay tại trận Nghe tiếng động lớn Mọi người chạy lên thì hốt hoảng thấy hà bị tù đẻ Nâng tủ lên kéo hà thì đôi chân của anh gần như bị bầm dập Và không thể động đậy được nữa vì quá đau Từ chối yêu cầu của mọi người là đi viện Hà cứ nằm chờ bôi cao và chờ vết thương dịu đi anh có vận động chân xem như thế nào Ai đợi đêm tân hôn thì liệt ngay phần dưới Còn làm ăn được gì nữa Đêm tân hôn đến Liên xót chồng đến rốt nước mắt Nhìn chồng nằm bất động một chỗ Mà cô vừa giận vừa thương Cứ nghĩ đêm tân hôn của mình Sẽ cuồng nhiệt và sung lắm Có ai ngờ đời vợ chồng Lại nằm giữa nhau thở dài như thế này Thôi Đêm nay cứ ngủ vậy Chờ chồng khỏe lại rồi hãy tính đang lim dim ngủ bất chợt có tiếng mèo kêu làm liên tỉnh giấc ngó xuống phần dưới của chồng thấy cái đó cứ động đậy mạnh trong quần anh mà cô sốc lắm lẽ nào chỗ đó của anh đã hoạt động được và anh muốn tân hôn với cô đây thôi để chắc chắn thì liên phải kiểm tra cho chắc anh đã nói là làm liên vội vờ đưa tay sờ nắn thử vào chỗ đó của chồng thì bị nó chụp lại làm cô hết toáng lên rồi ngất xỉu. Hà nằm cạnh thấy vợ phản ứng như thế thì phì cười. Vợ anh đúng thật lạ, toàn tò mò những cái không đâu để rồi thế này đây. Đợi vợ tỉnh lại sau 2 tiếng, Hà cười cười bảo vợ. Em sao thế? Tay anh mà em cũng hoảng hốt như thế à? Hay em tưởng cái gì? Anh cố tình yêu em đúng không? Liên mặt đỏ phừng đánh liên tiếp vào người chồng Biết em nhát rồi mà anh còn dọa em sợ chết khiếp thế à Ai bảo em tò mò linh tinh Ngủ không ngủ cứ sợ mó vớ vẩn Em lo cho anh thôi Chứ phải thích sợ mó như anh nói đâu nhé Thôi được rồi Anh tiêu vợ tí thôi mà Ngủ đi em Mai anh vào bệnh viện khám đấy nhé Nhớ có làm sao Vâng ạ à, Tuân lệnh bà xã ôm vợ ngủ chay Sáng hôm sau Liên đưa chồng tới bệnh viện khám Thì ơn trời chân anh không bị gãy mà chỉ bị thương phần mềm thôi Tỉnh dưỡng uống thuốc sau một tuần sẽ đi lại được Thở phào nhẹ nhõm Liên rỉ tai nói với chồng một câu Khiến ai cũng bật cười khanh khách Anh lấy lại đôi chân đầy sức lực Để trả nợ em một đêm tân hôn tuyệt vời đi Đúng một tuần sau Hà có thể đi lại được Đêm hôm đó, anh quyết đòi trả vợ món nợ tân hôn thật ngọt ngào và nhiều cảm xúc. Anh muốn vợ sớm mang bầu và sinh cho anh những đứa con thật tuyệt vời. Vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai. Trời sông Bão, tôi đứng chôn chân dưới khách sạn bắt quả tang vợ ngoại tình. Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, có với nhau một cô con gái lên 5 tuổi tôi kinh doanh ngoài Còn vợ làm trong một công ty du lịch Yêu nhau hơn một năm mới làm đám cưới Chưa kể thời điểm chúng tôi yêu nhau Nhà vợ tôi còn vỡ nợ ra cảnh xa sút Mặc dù vậy tôi vẫn ở bên cạnh động viên Cho đến khi nhà cô ấy ổn hơn Thì chúng tôi làm đám cưới Hiện tại hạnh phúc gia đình tôi rất ổn Dù cũng có lúc va chạm thăng trầm nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang có mọi chuyện cứ thế êm đềm tôi đi cho đến ngày tôi phát hiện vợ ra ngoại tình thật sự là tình cờ khi tôi ngồi tiếp khách và đối diện với quán cà phê bên kia vợ ngồi cô ấy dựa vào vai một người đàn ông khác vô cùng tình cảm đúng lúc tôi đứng dậy định lao sang thì đối tác của tôi đến cực chẳng đã tôi đành ngồi xuống lúc ngẩn lên thì vợ đã rời đi từ lúc nào gọi điện cho vợ Cô ấy bảo đang ở cơ quan Vì không có bằng chứng nên tôi nhẫn nhục Tôi nhớ hôm đó Hà Nội có bão Trời mưa gió ghê ghê lắm Cơ quan tôi về từ trưa Gọi cho vợ cô ấy bảo vẫn phải làm Thú thực không hiểu sao tôi thấy không yên lặng Nên mặc mưa gió phóng xe đến công ty vợ Chờ trong quán nước Khoảng một tiếng sau Thấy vợ đi ra Lúc ấy khoảng 3 giờ chiều cô ấy chạy xe đến quán cà phê gần đó sau đó một gã đàn ông lái ô tô dừng lại vợ tôi gửi xe rồi lên xe gã kia thú thực tôi nóng như lửa đốt khi thấy hai người họ dừng xe trước một khách sạn lớn tôi vào theo nhưng bị chặn lại không còn cách nào tôi buộc phải đứng chờ ở dưới cả đoạn đường chỉ có một mình tôi gió bão mù mịt nhưng không bằng cơn bão trong lòng tôi suốt gần ba tiếng đồng hồ tôi như một gã điên Cuối cùng vợ cũng xuống Tôi chụp được mấy kiểu ảnh Vợ và gã đàn ông ôm em nhau tỉnh tứ Sau đó gã đưa vợ tôi về quán cà phê lúc trước lấy xe Tôi về Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi vợ chiều đi đâu Cô ấy vợ như không Bảo chiều em ở cơ quan Mưa quá không về được Đến lúc này thì không giữ nổi bình tĩnh Ném chiếc điện thoại xuống bàn Vợ tôi nhìn đống ảnh tái mặt ngạ quỵ xuống Sau hôm đó Vợ tôi về quỳ xuống ăn năn xin lỗi tôi rất nhiều Cô ấy khóc và xin tôi tha thứ Cô ấy biện minh cho hành động của mình là do tôi không quan tâm đến vợ Cô ấy luôn cảm thấy cô đơn và nhiều áp lực không biết chia sẻ cùng ai Cô ấy đến với anh ta chỉ để chia sẻ chứ không hề yêu đương gì hết Cô ấy bảo vẫn yêu chồng, yêu con Tôi nghĩ thực nực cười với cái lý lẽ của người đàn bà lăng loạn chẳng lẽ cứ không có người quan tâm chăm sóc lại lên giường cùng thằng đàn ông khác ư ừ, tôi vừa thương con vừa lo cho cái gia đình này nhưng bây giờ thì tôi đã mất hết niềm tin vào vợ tôi có thể tha thứ cho vợ mọi thứ nhưng ngoại tình thì chắc chắn là không